Câu hỏi của Bùi Châu cho con hỏi sự khác biệt giữa tứ thiền của Đức Phật Thích Ca và tứ thiền của ngoại đạo. Tứ thiền của Đức Phật Thích Ca đó được trình bày trong kinh Tạng Pali và kinh Điển A Hàm, gọi chung là sơ thiền, sơ thiền thứ nhất, ly dục sinh hỷ lạc, tức trạng thái hỷ lạc do lìa tình yêu và tính dục. Thiền hai đó, định sinh hỷ lạc, trạng thái quan hỷ và an lạc đó có được nhờ tu tập nhất tâm và định. Có thể mượn đề mục hơi thở, điếm hơi thở, hay là bốn đề mục và thiền quán, hay là 40 đề mục và thiền định để đạt được định. Thứ ba đó, ly hỷ diệu lạc, tức là rời khỏi, theo nghĩa không chấp trước cảm giác an lạc hạnh phúc của hai cấp định đầu, thì người thực tập thiền đó sẽ trải nghiệm được cái an lạc hạnh phúc màu nhiệm hơn, sâu lắng hơn. Thứ tư là xả niệm thanh tịnh, tức là buông bỏ mọi ý niệm, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức để tâm được thanh tịnh tuyệt đối. Thì đây là bốn cấp thiền được Đức Phật trình bày trong các kinh điển Pali và những bản kinh A Hàm tương đương. Để ôn lại bốn loại thiền này đó, quý vị có thể đến chùa Giác Ngộ nhận quyển kinh Phật về thiền và chuyển hóa, có 5 bài kinh về thiền, trong đó có 2 bài kinh trình bày về tứ thiền. Hoặc là quyển kinh Phật cho người tại gia, trong phần các bài kinh về thiền thì cũng có những bài kinh tương tự. Bất cứ chùa nào có nhu cầu sử dụng các kinh sách do Quỹ Đạo Phật ngày nay ấn tống, vui lòng liên hệ với từng gờ của chùa Giác Ngộ để làm thủ tục. Mà theo đó nhân viên cần phải lưu lại các cái văn bản và số liệu để đối chứng về sau này khi có nhu cầu cần. Đối với bốn thiền tôi tạm gọi là cộng thông giữa một số trường phái ngoài đạo Phật trong thời đại của Đức Phật và Phật giáo qua hình thức có mặt ở trong các kinh điển, thì theo tôi đó, bốn loại thiền này đó Đức Phật Thích Ca không phải là người khám phá ra, mà trước Đức Phật Thích Ca đó đã có rồi. Bằng chứng là khi Đức Phật vừa vượt thành Kapilavastu ở cổng Đông, đi khoảng 450 cây số, thì ngài đó đã tập sự tu thiền dưới sự hướng dẫn của hai vị đạo sĩ là Arara và Uddaka, và họ đã giúp cho ngài đã đạt được hai trong bốn cảnh thiền ngoại đạo. Thì bốn cảnh thiền ngoại đạo này đó trùng lại với hai cảnh thiền mà Arara và Uddaka đã hướng dẫn Đức Phật trong 6 tháng đầu khi mới đi tu. Thì bốn thiền đó bao gồm không vô biên xứ, tức là quán chiếu sự rỗng không tồn tại khắp vũ trụ để chúng ta không chấp vào tính thực thể, và chấp ngã, tức là mọi sự phải hiện tượng. Thứ hai đó là thức vô biên xứ, tức là một cái loại thiền dùng sự tưởng tượng để hình dung rằng là tâm thức chúng ta có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, nó không chỉ đơn giản là tai vách mạch rừng đó. Thì cái tai mắt của chúng ta, tức là nhận thức đó, có mặt khắp mọi nơi, thì đây chỉ là cái hoạt dụng về tưởng thôi. Thứ ba đó,
vô sở hữu xứ, tức là khắp nơi không có gì là sở hữu của mình, từ quả đi cầu to lớn cho đến các vật nhỏ nhất ở trong nhà của chúng ta hay là đang trên cơ thể của chúng ta, về phương diện luật pháp và quan hệ dân sự được thừa nhận là của mình, nhưng về bản chất của cuộc sống đó, nó không phải thuộc về mình. Thì cái tính quán tưởng về vô sở hữu giúp cho chúng ta vượt qua được sự tiếc nối, tiếc nuối trong mất mát, tổn thất, hư hào bởi vô thường. Và thứ tư, phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là trạng thái tâm thức rất là nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Nếu gọi đó là không còn các hoạt động có tưởng thì cũng không đúng. Và cho rằng nó không phải là cái trạng thái chẳng phải là tưởng đó, nó cũng sai. Nó nhẹ nhàng, bay bổng, sâu lắng lắm. Để ai ở trong trạng thái đó thì mới cảm nhận được. Thì bốn cấp thiền này đó đã có trước khi Đức Phật thi tu. Và ít nhất là Đức Phật chứng đắc được hai trong bốn cảnh giới thiền đó trong 6 tháng đầu mới đi tu. Và về phương diện trị liệu đó, nếu áp dụng đúng trường hợp thì các cảnh giới thiền vừa nêu cũng có thể giúp cho chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau tạm thời, nhưng không phải là giải pháp. Thì ngoài bốn cảnh thiền ngoại đạo đó thì nó còn có thêm cái cảnh giới thiền diệt thọ tưởng định, mà trong ngoại đạo cũng có, trong đạo Phật cũng có. Đó là một trạng thái ngưng hoàn toàn mọi hoạt động của cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, tức là buông hết mọi ý niệm, giống như con gấu Bắc Cực ngủ 6 tháng ở trong mùa đông, không ăn uống, không ngồi dậy mà vẫn tồn tại. Hay là trường hợp của Tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm diện bích, tức là hoàn toàn ngưng hoạt động của tri giác trong thời gian thiền. Thì vậy có 5 phương pháp thiền cộng thông giữa đạo Phật và các trường phái ngoại đạo tại Ấn Độ, và các trường phái đó truyền bá các phương pháp thiền này trước. Về sau này đó thì Đức Phật hướng dẫn khi đạt được trạng thái thiền thứ tư của Đức Phật khám phá, đó là diệt thọ, đó là xả niệm thanh tịnh, thì lúc đó chỉ cần chuyển tâm về tâm minh để đạt được tuệ giác quá khứ, tuệ giác tương lai và tuệ giác về hết khổ đau ở hiện tại. Thì đó là cái sự khác biệt căn bản giữa bốn cảnh thiền của Đức Phật và 5 cảnh thiền của đạo Bà La Môn. Còn cái điểm chung đó là 5 cảnh thiền của đạo Bà La Môn vẫn được Đức Phật giới thiệu trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa, vì nó có những giá trị nhất định, nhưng đó không phải là con đường dẫn đến giải thoát. Cho nên khi giả từ đạo sĩ Arara Kalama và Uddaka Ramabutta đó, Đức Phật đã tâm sự với hai vị thầy của mình, cái kết quả thiền đạt được đó không phải là đích điểm mà ngài trông đợi. Cho nên dầu được hai vị thầy tôn trọng, yêu cầu ở lại để cùng giáo dục mọi người, Đức Phật cũng đã tạ từ hướng về Magad, tức là Ma Kiệt Đà, để chọn phương pháp khổ hạnh ép sát của các đạo sĩ Bà La Môn trong 5 năm rưỡi sau đó. Thì sau đó Đức Phật mới từ bỏ phương pháp sai lầm này, phát hiện ra con đường trung đạo, thực tập trọn vẹn trí tuệ, đạo đức và thiền định, cho nên ngài đã trở thành là bậc giác ngộ đầu tiên. Thì đó là khái quát về sự giống và khác giữa thiền của Đức Phật và thiền của đạo Bà La Môn có trước đó.